Cho em hỏi là ở đây có ai muốn giỏi tiếng Anh không ạ? Có mà. Cho em hỏi một lần nữa nha. Ở đây có ai muốn học giỏi tiếng Anh không ạ? Nó to lên ạ. Có đúng không nè. Ai muốn giỏi thì bao nhiêu nha. Ai muốn giỏi thì bao nhiêu nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Trung Vi và mình là sinh viên năm 2 của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và hiện tại Vi đang học ngành ngôn ngữ Anh. Thì trong video này thì Vi sẽ giới thiệu cho các bạn biết về ngành ngôn ngữ Anh của mình và về chương trình đào tạo tại trường của mình như thế nào nha. Và trong video này thì Vi cũng sẽ dẫn một bạn học sinh cấp 3 theo để tìm hiểu sâu về ngành và tham quan trường của mình như thế nào và cũng như là tìm hiểu về chương trình đào tạo tại trường của mình như thế nào nha. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu nha. 3, 2, 1. Cô chào Vi, có chuyện gì không em? Dạ lâu lắm rồi em không đến trường á, nên là hôm nay em có dịp lên trường thì em muốn dắt em của em theo để tìm hiểu ngành và cũng như là trường của mình. À, dạ. Vậy hả em? Ừ, hay em ngồi đi. Dạ. Như vậy em của em là học sinh cấp 3 hả? Dạ, em của em học sinh cấp 3. Dạ, em có nhu cầu tìm hiểu về ngành ngôn ngữ Anh đúng không? Dạ. Thì cô cũng giới thiệu sơ qua ha. Ngành ngôn ngữ Anh của mình thì thuộc khoa khoa học xã hội và ngôn ngữ quốc tế của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Thì trường của mình, ngành của mình sẽ có 3 cái chuyên ngành chính nếu mà em theo học. Thì em có thể chọn là chuyên ngành về sư phạm tiếng Anh, là về giảng dạy tiếng Anh. Chuyên ngành thứ hai là về biên phiên dịch tiếng Anh. Và chuyên ngành thứ ba là tiếng Anh quản trị văn phòng. Vậy trong cái ba cái ngành thì cái ngành nào mình thấy kiểu mình dễ học tiếp thu tiếng Anh nhiều hơn không? Ba ngành này thì thực ra về cái khối lượng học tiếng Anh nó sẽ tương đương với nhau, có nghĩa là 2 năm đầu em sẽ học về mình luyện tập thêm về kỹ năng tiếng Anh để phát triển cái kỹ năng tiếng Anh của em, sau đó thì em mới chọn chuyên ngành và mình sẽ học sâu về mỗi cái chuyên ngành đó. Về cái ngành cuối cùng của con là văn phòng vậy, là cái ngành đó là mình về cái lĩnh vực nào không kiểu không? Khi mà em học ngành đó thì em sẽ học về các kỹ năng và các cái kiến thức về tiếng Anh thương mại và tiếng Anh dùng trong quản trị văn phòng. Thì sau khi ra trường em có thể làm trong các cái doanh nghiệp, rất là, nói chung là rất là rộng về cái đường phát triển sau này của các em. Sẵn đây thì cô cũng sẽ giới thiệu với em về hệ thống e-learning của trường mình. Thì trường mình có một cái hệ thống rất là mạnh để cho tất cả các lớp bây giờ đều có thể học online được. Thì các em sẽ có cái hệ thống gọi là iStudy. Thì tất cả các lớp học đều được tạo ở trên đó và tất cả các bạn sinh viên đều có tài khoản để mình lên đó mình có thể theo dõi tất cả các bài học. Ngoài ra thì để dễ cho việc tương tác thì trường mình và ngành mình đang sử dụng cái Microsoft Teams để tạo lớp học ảo cho giáo viên và sinh viên. Thì các bạn đều được cung cấp cái tài khoản Office để mình có thể dùng Teams một cách hiệu quả nhất.
Thì nếu mà em muốn tham quan lớp học online hiện giờ thì cô sẽ dẫn các em đi xem thử. Chào Phương Hoàng. À chào thầy Thời. Thầy Thời đang nghỉ giải lao đúng không? Đúng rồi, mình đang cho lớp nghỉ giải lao. Hôm nay có một bạn học sinh cấp 3 muốn tham quan và tìm hiểu ngành ngôn ngữ Anh đó, nên là thầy cho bạn vào xem thử lớp học online được không thầy? Ok, sẵn sàng, mời các bạn vô. Chương trình Microsoft Office Teams. Còn đây là cái hệ thống platform, nền tảng học online của trường mình. Trên này có tất cả các khóa học của trường mình. Đây là một cái ví dụ khóa học của thầy. Thầy cập nhật tất cả các tài liệu của lớp học lên đây. Rồi các video, các bài tập thầy cũng để sẵn trên này thôi. Mọi thứ diễn ra rất là dễ dàng, thoải mái, không vấn đề gì cả. Cảm ơn thầy. Ok. Rồi, phòng lớp mình đẹp dữ vậy hả cô? Phòng nào có y chang vậy hết hả cô? Ở trường mình thì tất cả các phòng đều được trang trí vẽ tranh rất là đẹp đấy em. Ủa, cái lớp mình là do nhà trường vẽ hay là do các bạn khác vẽ cô? Ở đây thì một số là do trường mình vẽ, còn có một số là do các bạn sinh viên nước ngoài vẽ nha. Ủa, sao có sinh viên nước ngoài vậy cô? Trường mình thường hay có những cái chương trình trao đổi văn hóa với các trường đại học khác của nước ngoài. Ví dụ như cái ảnh này là do một các bạn sinh viên từ một đại học Hàn Quốc qua giao lưu với trường mình và vẽ. Ngoài ra thì trường mình cũng có các cái chương trình gửi sinh viên của trường mình đi học ở nước ngoài nữa em. Cái chương trình này diễn ra trong vòng bao nhiêu lâu vậy cô? Thường thì nó sẽ diễn ra khoảng từ 2 tuần cho đến cả học kỳ luôn em. Vừa rồi thì sinh viên ngành mình cũng vừa đến Đại học Busan để trao đổi văn hóa. Cô giới thiệu với em, đây là tiến sĩ Andre Suối, thầy là giảng viên của ngành mình và thầy là tiến sĩ ngôn ngữ học. Thì bây giờ các em có thắc mắc gì về ngành của mình nữa thì em có thể hỏi thầy để sẽ giải đáp cho em. Thì nhà em thì muốn em theo hướng thương mại, còn em thì theo hướng là giảng dạy, thì không biết là cái ngành nào thì mình dễ kiếm tiền hơn vậy thầy? Dạ, theo thầy thì dạo này thì tiếng Anh rất là quan trọng và em biết nói tiếng Anh tốt thì bất cứ việc làm nào thì sẽ được kiếm tiền, ok không sao hết. Em chưa hiểu đó là thầy cho em hỏi là về cách tuyển sinh thị trường mình có bao nhiêu cách rồi hả? À vậy hả, vậy thầy thì cũng là người nước ngoài và cái hệ thống tuyển sinh viên ở Việt Nam thì cũng chưa rõ. Thầy biết là có 6 cái phương thức tuyển sinh viên ở đây. Một là cái xét học bạ, hai là xét kết quả thì thi trường học phổ thông. Thứ ba là cái xét kết quả SAT. Và nhiều thứ là em cứ xem cái website hay là cái fanpage của ngành của mình và em có thể xem hết ở đó, vì thầy là người nước ngoài cũng chưa hiểu rõ về cái đó, nhưng mà ở trên mạng thì có hết. Ủa, em đi tham quan trường mình xong chưa? Để rồi ạ. Em cảm thấy như thế nào về buổi tham quan và sự trải nghiệm của mình như thế nào về ngày hôm nay? Em thấy thì trường rất là thoải mái, thoáng mát mà tiện nghi nữa, thì cơ sở vật chất thì cũng như nước ngoài thôi. Với lại thì chương trình học cũng sẽ theo kiểu là mình tiếp thu dễ dàng hơn và kiến thức cũng rộng rãi hơn. Và mình có thể sẽ được trải nghiệm cái chuyến đi du học của mình nữa. Dạ đúng rồi, em rất là thích cái trường này. Thì đây là phần cuối của video rồi, thì Vi sẽ nói thêm về 6 phương thức xét tuyển của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhé. Phương thức thứ nhất đó là thi đánh giá năng lực kết hợp xét kết quả học bạ trung học phổ thông, và phương thức thứ hai đó là xét kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020, và phương thức thứ ba đó là xét kết quả học bạ trung học phổ thông, và phương thức thứ tư là xét tuyển đối với học sinh có quốc tịch nước ngoài hoặc là học sinh Việt Nam học chương trình trung học phổ thông nước ngoài. Và phương thức thứ năm đó là xét kết quả kỳ thi SAT, và phương thức thứ sáu là xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này nhé, và chúc cho mọi người có một ngày thật là tràn đầy năng lượng.